Ngày 2 tháng 10, Ủy ban Nhân dân huyện đã tổ chức hội nghị cung cấp thông tin, tuyên truyền phổ biến chính sách cho người có uy tín năm 2022. Đồng chí Nguyễn Đức Lực, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, dự và chỉ đạo hội nghị. Tại hội nghị, 200 người có uy tín của huyện đã được thông tin về tình hình kinh tế xã hội của huyện 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2022, thông tin các chương trình, chính sách đang thực hiện trên địa bàn huyện, thông tin về tình hình thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh và của huyện, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội 10 tháng đầu năm 2022, thông tin về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tham gia xây dựng chính quyền 10 tháng đầu năm 2022. Thông qua hội nghị sẽ cung cấp thêm những thông tin về tình hình kinh tế xã hội, an ninh chính trị trên địa bàn cho người có uy tín của huyện để từ đó giúp họ có thêm kiến thức, thông tin, thực hiện tốt vai trò của mình trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là góp sức xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới theo đúng lộ trình.